tạo pivot table thì chúng ta sẽ có thêm một cái mục là pivot table tool mỗi khi bạn kích chuột vào phần báo cáo. Ví dụ như là kích chuột vào bên ngoài thì trên thanh công cụ không có pivot table tool, nhưng khi mình bấm vào đó, các bạn sẽ thấy nó có cái phần pivot table underline rồi design. Đây là những cái liên quan tới pivot table tool. Thì trong phần này chúng ta sẽ có hai nhóm là nhóm underline và design. Thì trong nhóm design chúng ta sẽ có này các cái mục về subtotal, grand total, report layout và blank row. Đây là những cái liên quan tới trình bày bố cục của báo cáo. Thì thay vì việc trình bày lý thuyết cụ thể từng nội dung, nó có rất là nhiều, thì mình sẽ mô tả cụ thể trên một cái báo cáo cho các bạn xem. Chúng ta sẽ quay trở về việc báo cáo thứ hai, báo cáo tạo bằng pivot table. Với báo cáo này, chúng ta có thể có các cái phương thức trình bày như thế nào? Chọn design này. Đầu tiên là subtotal. Subtotal nghe thì nó giống như hàm subtotal ở trong Excel, thì chức năng của nó giống như là subtotal. Thì chức năng của nó cũng giống với hàm subtotal, đó là nó dùng cho mục đích tạo ra cái dòng tổng cộng này, nó là grand total. Thứ nhất là subtotal. Thì subtotal chúng ta để ý này, thì chúng ta để ý cái subtotal này nó giống như là hàm subtotal ở trong Excel, nhưng mà trong pivot table thì nó được sử dụng cho mục đích là tính tổng của các nhóm ở bên trong. Đấy. Khi báo cáo có tính cho nhóm ở bên trong và tổng chung toàn bộ thì chúng ta sẽ có subtotal là các tổng bên trong và grand total là tổng của toàn bộ. Thì subtotal chúng ta sẽ có này, không thể hiện subtotal. Khi chúng ta chọn do not show subtotal, tức là không hiện subtotal, thì sẽ mất đi các cái tổng nhỏ này. Chọn thể hiện nó thì chúng ta sẽ có này, tổng ở phía bên dưới, nhóm 1 total, nhóm 2 total. Chọn ở phía dưới này hoặc đặt nó lên phía trên. Đó. Tiếp theo này, về grand total chính là cái dòng tổng chung. Chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập tổng chung cho dòng, cho cột. Đây, tổng chung cho các dòng. Tổng chung cho các cột. Về grand total thì chúng ta sẽ có này, một là chúng ta muốn bỏ đi cái phần grand total của dòng và cột, hay là chúng ta muốn mở cho cả dòng cả cột, hoặc là chỉ cho dòng, chỉ cho cột. Thì grand total thông thường nó là tổng chung cho dòng hoặc tổng chung cho cột. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không có phần column thì chúng ta sẽ không có tổng theo dòng ở phía bên tay phải, mà chỉ có tổng cho các cột mà thôi. Đấy là một cái đặc điểm. Thì đấy là cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, không có tổng theo. Và nếu như chúng ta không muốn hiển thị cái dòng tổng cộng này, chúng ta hoàn toàn có thể tắt nó đi. Đó, tắt đi, nó sẽ không hiện ra nữa. Bật lên lại này. Đó. Tiếp theo là về report layout. Report layout thì nó là cái cách thức trình bày đối tượng theo nhóm. Chúng ta có này, nếu như bạn đưa nhiều hơn một đối tượng vào trong row thì chúng ta sẽ có nhóm 1 và các nội dung chi tiết của nhóm 1, rồi nhóm 2, chi tiết của nhóm 2. Nhưng với report layout, chúng ta sẽ thay đổi cái cơ chế hiển thị này. Cơ chế đầu tiên đó là nhóm và đối tượng chi tiết trong nhóm thể hiện trên cùng một cột. Thì nó là thuộc dạng về compact form. Đấy, đây là compact form, dạng mặc định. Dạng outline form chúng ta sẽ có, nó chia làm hai cột riêng biệt, nhóm hàng một cột và mã hàng một cột. Đấy, các bạn để ý này, hai cột riêng biệt. Còn compact form là trên cùng một cột. Đấy. Dạng tabular form tức là nó sẽ có tên nhóm nằm ngang hàng với tên của nội dung đầu tiên. Đó. Tên của nhóm và ngang hàng với nội dung dòng đầu tiên của chi tiết. Outline form thì nó khác dòng. Đấy, các bạn để ý nhé. Nó khác dòng này. Đấy. Tên nhóm đặt ở dòng đầu tiên nhưng mà nó là dòng trống. Còn các nội dung chi tiết nó ở dòng bên dưới. Nhưng với tabular form thì nó trên cùng một hàng. Và để có thể lặp lại cái nhóm này, thay vì chúng ta chỉ có mỗi một ô, chúng ta sẽ lặp lại
tương ứng trên tất cả các dòng của nhóm đó, thì chúng ta sẽ có chức năng gọi là repeat, đấy, lặp lại. Đấy, nó sẽ lặp lại tất cả cái tên của nhóm trên từng dòng. Và bây giờ ví dụ mình bỏ cái tên, ví dụ mình bỏ cái subtotal đi, thì các bạn thấy cái cấu trúc báo cáo này nó đã khác biệt hơn rất là nhiều so với dạng ban đầu. Dạng ban đầu này, chọn report layout là compact này, rồi có thể hiện subtotal này ở phía trên này. Đấy, hai dạng báo cáo nó rất là khác biệt nhau. Khi chúng ta thay đổi cái phương pháp thiết kế report layout thì tạo ra cái báo cáo rất là khác rồi. Tiếp theo là blank row, là chúng ta muốn chèn thêm cái dòng trống ở phía bên dưới của báo cáo này. Đó, muốn chọn thêm dòng trống để nhìn các cái nhóm nó rõ ràng ra thì chúng ta sẽ thêm bằng cách là insert blank row. Còn để xóa bỏ dòng trống thì chúng ta chọn remove thôi. Đó, thêm là insert và xóa bỏ là remove. Tiếp theo chúng ta sẽ có về pivot table style, chính là các cái cấu trúc báo cáo mà đã được trình bày dạng đường kẻ rồi tô màu chữ, màu nền theo những cái phong cách nhất định. Và chúng ta có thể chọn các cái phong cách trình bày này sao cho chúng ta có một cái mẫu phù hợp nhất với cái phong cách của chúng ta, mà chúng ta cho rằng đó là đẹp, là phù hợp thì chúng ta chọn thôi. Cái này không quy định bắt buộc cho một đối tượng cụ thể nào cả, tùy theo nhu cầu thẩm mỹ của từng người, và chúng ta có thể thiết lập các báo cáo cho phù hợp. Nó sẽ phân ra ba nhóm này: nhóm màu sáng, nhóm trung bình và nhóm màu tối. Thì các bạn có thể chọn các cái nhóm này. Tiếp theo là về trình bày nội dung ở bên trong, thì chúng ta sẽ có này phần tên tiêu đề. Các bạn hoàn toàn có thể đặt lại cái tên tiêu đề này cho phù hợp. Ví dụ ở đây là chỉ tiêu, ở bên này là số lượng, thì chúng ta nhập chữ số lượng. Nhưng mà ở đây có một vấn đề, khi chúng ta nhập một cái tên mà nó trùng với tên của field đã có sẵn rồi đó, thì Excel sẽ không cho chúng ta nhập cái tên đó. Tên này đã có sẵn rồi và phải chọn tên khác đó. Và có một cái thủ thuật rất là hay, đó là chúng ta sẽ đặt cái dấu cách. Và có một thủ thuật rất là hay để tránh được cái lỗi này, đó là chúng ta sẽ đặt dấu cách vào phía sau cái tên mà chúng ta muốn đặt. Bạn có thể đặt một dấu cách hoặc hai dấu cách đều được, thì chúng ta vẫn đặt được tên một cách bình thường. Khi tên này có thêm dấu cách thì sẽ được hiểu là khác so với tên ở trong các field, và như vậy chúng ta sẽ không bị trùng. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần thêm chữ tổng giá trị vào đây. Đó. Thông thường chúng ta cần phải nói rõ hơn cái tính chất là ở đây là tính theo tổng hay là đếm hay là tính trung bình. Đó, thì nó sẽ rõ ràng hơn nhiều so với việc là chúng ta chỉ ghi mỗi chỉ tiêu. Một dạng định dạng nữa đó là gì? Các con số ở bên trong báo cáo, nếu như con số hàng nghìn nó không có giống với phần nghìn, thì chúng ta sẽ trình bày bằng cách là chọn vào một cái vị trí ở trên cột liên quan tới con số và kích chuột phải trong cái vùng này, chọn number format, và chúng ta chỉ việc trình bày dữ liệu dạng number thôi. Không có phần thập phân này, có giống như phần nghìn, bấm OK. Đó. Và như vậy là báo cáo sẽ được tự động thay đổi cách thể hiện các con số làm sao cho chúng ta dễ nhìn. Chữ grand total này chúng ta hoàn toàn có thể đổi tên thành chữ tổng cộng. Đó, rất là dễ dàng. Một yêu cầu định dạng nữa mà chúng ta hay gặp đó là gì? Khi chúng ta muốn co độ rộng của các cột theo ý muốn như này, nhưng mỗi khi refresh nó lại tự động co giãn trở lại. Đó. Nó tự động giãn trở lại đúng cái định dạng ban đầu. Thì làm thế nào để khắc phục được cái tình trạng này? Thì chúng ta sẽ có một cái thiết lập ở trong pivot table option. Các bạn sẽ chọn bỏ cái mục là auto fit column này đi. Đó. Trong thẻ Layout and Format, chúng ta bỏ Auto Fit Column, bấm OK. Và khi đó, chúng ta chỉnh độ rộng theo ý muốn này.
mỗi một lần refresh nó sẽ không bị thay đổi cái độ rộng nữa. Thì đấy, thì đấy là những cái thao tác trình bày định dạng rất là cơ bản dành cho Pivot Table để giúp cho báo cáo chúng ta nhìn được đẹp mắt hơn. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.